Chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách relay toner hay còn gọi là reset mực của máy DCB B535DW. Việc đầu tiên mình sẽ làm là mình sẽ mở nắp mực của máy in ra, mình lấy cây mực và cây rum ra. Mình xem ở chỗ khe này nè các bạn. Khe màu đen đen nè. Xem là cây mực á, nó có mờ chưa, nó có sập mờ chưa. Nếu như nó mờ rồi thì có nghĩa là hết mực rồi. Còn nếu như nó không mờ thì có nghĩa là nó vẫn chưa hết mực, nó vẫn còn mực. Thì mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn cái cách sau đây để các bạn có thể sử dụng mực được thêm một chút nữa. Ngoài ra thì cách này cũng áp dụng cho khách nào mua mực về gắn vô máy nhưng mà vẫn báo relay toner nha. Rồi sau khi kiểm tra xong thì mình lấy cây mực mình bỏ lại vào cho máy in, đóng nắp mực lại, cho máy nó khởi động lại nha các bạn. Mình đợi trong vài giây. Rồi máy nó khởi động xong rồi, thì bây giờ các bạn mở nắp mực ra nha. Mình lấy hai ngón tay mình đặt đồng thời vào nút Stop Exit và nút Clear. Các bạn nhớ mở nắp mực ra nha. Bây giờ mình bấm đồng thời nút Clear và nút Stop Exit, xong sau đó mình bấm lại nút Clear thêm một lần nữa. Màn hình nó sẽ hiện là Reset Menu KTNRB, bấm OK một cái. Rồi mình bấm mũi tên lên Reset, máy nó Accept tiếp là xong nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp mực lại để cho máy nó khởi động lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước relay toner cho máy DCB B7535 rồi đó các bạn. Để xin nhắc lại ha, chúng ta sẽ áp dụng cách này trong hai trường hợp sau đây. Một là máy báo relay toner khi hết mực, hai là mua mực mới về chúng ta gắn vào mà máy vẫn báo relay toner. Rồi, như vậy là đã xong rồi ha. Chúc các bạn thao tác thành công. Xin cảm ơn.